Vâng, xin được mến chào toàn thể các bác. Trước mặt các bác là một cái combo những cái dòng hàng bái xịn của Sansui các bác nhá, thương hiệu của Nhật. Phải nói là rất là chất lượng. Cái combo này thì em xin phép được test cho anh Cường ở thị xã Sông Công, thành phố Thái Nguyên các bác nhá. Mỗi combo rất là chất. Và cũng thông báo với các tín đồ về những cái dòng hàng Sansui. Rất là nhiều các bác đã comment là test combo đẩy và vang để các bác cùng tham khảo luôn. Tiện đây thì lên luôn clip này để các bác cùng quan tâm nhé. Thì chiếc đẩy Sansui này thì model là SA402 các bác nhé. Dòng này dòng hệ mặt số các bác nhé. Và chiếc vang Sansui DA1 phiên bản cao cấp nhất nhé. Giờ ok, em sẽ bật và test để các bác cùng cảm nhận. Thì khi em gửi hàng cho anh Cường cũng như là các bác thì bên em sẽ cài đặt hoàn chỉnh chiếc vang này nhé. Từ các chế độ nghe nhạc cũng như là hát karaoke. Về các bác vì chỉ việc đấu nối vào loa và chơi thôi. Một đời anh đây chẳng ai yêu em nhiều bao năm ngày. Chế độ chưa cài đặt các bác nhé, chưa cài đặt. Rồi em sẽ chuyển sang chế độ mà bên em đã cài đặt nhé. Khi mà để chế độ cài đặt từ phần nén nhạc cho đến lọc nhạc thì chất âm nó sẽ bay bổng hơn rất là nhiều và chi tiết hơn nhé các bác nhé. Đó, các bác có thể đeo tai nghe để thẩm âm được các cái dải của nó rất là chi tiết và sạch. Đó. Chẳng tay nên một đời ông lấy chua nghe. Nhìn đời con trên đôi thay cho cổ tình mua bán trao tay. Lạy trời thương xót thân con cho kiếp sau không là thế. Chép lên rất là mềm các bác ạ. Nghe nó mềm tiếng chép và rất là sạch tiếng. Thì với chiếc vang Sansui thì bên em có cài các chế độ DJ này, chế độ VIP này, chế độ SCE này, SDT này. Sẽ cài đặt cho các bác từ những cái phần nhạc này. Cái thứ hai là về phần mic các bác nhé. Đó, thì chế độ Echo, Echo cộng Revert, Echo nhiều Repeat, Echo ít Repeat. Nói chung là bên em sẽ cài rất là nhiều chế độ. Chỉ việc các bác về cắm và sử dụng thôi. Chỉ việc tăng phần effect này. Đó, chỉ việc ấn vào effect thôi là mình tăng lên. Ví dụ như là mình muốn effect có nghĩa là phần tổng echo đấy ạ, mình muốn nhiều hơn thì mình có thể tăng đây. Đó, tăng lên theo cái ý của mình. Và chọn các cái kênh để mình sử dụng thôi. Thì khi các bác cũng như là anh Cường ấn sang một nút nào đó thì nó sẽ hiện bóng đó nhé. Ví dụ như sang cổng này thì bóng nó sáng này. Còn ví dụ như là muốn sang kênh VIP này này thì ấn vào kênh VIP này một lần và ấn OK. Đây, VIP này, ấn OK. Đó, bắt đầu kênh VIP nó mới sáng nhé các bác nhé. Vì căn bản là trong kênh VIP này sẽ có rất là nhiều kênh. Đó, cho nên là em đã cài đặt thì các bác chỉ việc ấn vào kênh VIP và chọn OK mới được. Còn không thì mình lại chuyển sang các kênh khác bên ngoài.
Thì với chiếc đẩy săn xui này thì sẽ có chế độ hiển thị cả cái nhiệt độ nhá. Đây nhiệt độ của đẩy đấy ạ. Đây em tắt tiếng nhá. Tắt tiếng thì sẽ không có tiếng luôn. Các bác không vặn, không có chức năng tác dụng gì nữa này. Đó. Đây là mức độ của nhiệt độ nhá. Nhiệt độ của hai kênh có thể là bằng nhau hoặc là có thể chênh lệch các bác nhá. Đó. Và ở đây là chế độ đánh công suất. Ví dụ như là các bác để công suất lên cao này, 400, 300 hoặc là 250. Nói chung là tùy các bác sử dụng hoặc là tắt đi để chế độ max cao nhất để đánh với những đầu loa to. Ok các bác nhá, nghe thêm một chút nhạc nữa để cho nó phê các bác ạ. Bi dùng rất là thích các bạn. Ok các bác nhá, rất là cảm ơn anh Cường đã tin tưởng và sử dụng dòng sản phẩm bên Mic của Audio. Lát em sẽ ký hiệu cũng như là để đủ dây jack về anh chỉ việc đấu nối thôi. Vâng, em cũng xin kết thúc video, hẹn gặp lại các bác trong các clip tiếp theo.